Hiện tại em báo đang hỗ trợ quý anh chị đầu tư bằng cách lập nhóm cư dân Villa Ta Sầm Sơn, sẽ hỗ trợ các thành viên trong nhóm cập nhật tiến độ dự án, thông tin chính xác và thông tin trái chiều, tư vấn chuyển nhượng mua và bán hợp lý. Để được vào nhóm vui lòng liên hệ hoặc nhắn tin Zalo 08233194465 gặp em Trọng Báo. Em bảo kính chào quý anh chị đầu tư. Video này em xin được giới thiệu cho quý anh chị tiến độ thi công của dự án Villa Ta Sầm Sơn tháng 8 năm 2023 này. Sau đây thì em báo sẽ cho flycam quay trực tiếp vào dự án để cho quý anh chị có thể là theo dõi tiến độ thi công của chủ đầu tư đến đâu tại dự án trong tháng 8 năm 2023 này. Quý anh chị đang thấy thì đây chính là flycam em báo đang cho quay, đây chính là trục chính của dự án, đó chính là đường 27m, gồm có 4 block shop house. Hiện tại thì chủ đầu tư đã gần như xong hoàn thiện 100% tất cả các căn tại dự án rồi. Đi thẳng vào trục 27m tại dự án thì đây chính là hai tòa khách sạn, công viên chính của dự án Villa Ta Sầm Sơn, nối liền ra biển của Quảng Hùng. Sau này chủ đầu tư sẽ làm cầu kính nối thẳng từ đất liền chạy ra biển tại dự án. Quý anh chị em thấy thì hiện tại ngư dân đang khai thác hải sản tại khu vực này. Do hiện tại thì dự án vẫn chưa đi vào hoạt động nên chủ đầu tư vẫn tạo điều kiện cho ngư dân khai thác trong năm nay. Quý anh chị đang thấy thì đây chính là các dãy biệt thự đơn lập tại dự án, từ BT1 cho đến BT5. Quý anh chị đang thấy thì đây chính là dãy BT6 đến BT9 tại dự án, đã gần như hoàn thiện xong 100% và bàn giao cho quý anh chị trong năm 2023 này rồi. Chủ đầu tư hiện tại tiến độ xây dựng chủ yếu, hiện tại chủ đầu tư vẫn đang trong quá trình là xây dựng boutique hotel. Tổng số boutique là gần từ 8 cho đến 9 tòa. Hiện tại thì chủ đầu tư đang trong quá trình là xây dựng móng và một số block đã xây dựng đến tầng 8 và hiện tại thì tầng 2 đến tầng 8. Đây chính là các dãy biệt thự song lập từ NV3 cho đến NV4 và các dãy shop house. Hiện tại thì chủ đầu tư đã trong quá trình là hoàn thiện mặt ngoài xong xuôi và bàn giao cho quý anh chị rồi. Em báo sẽ cập nhật tiến độ thi công của dự án Villa Ta Sầm Sơn thường xuyên. Quý anh chị nhớ ấn nút đăng ký kênh, like và chia sẻ, ấn chuông để theo dõi được video của em báo thường xuyên nhất có thể về tất cả các dự án tại tỉnh Thanh Hóa nha quý anh chị. Quý anh chị đang được thấy đây chính là các dãy biệt thự đơn lập từ BT6 cho đến BT9. Hiện tại thì chủ đầu tư vẫn chưa xây dựng san lấp phần khách sạn, hai tòa khách sạn vẫn đang là trong quá trình là hoàn thiện các dãy boutique. Boutique xong đến là sẽ xây dựng là shop theo sẽ sở hữu là 50 năm như quý anh chị. Đến với các dãy từ BT1 cho đến BT5 là các dãy đơn lập. Hiện tại thì quý anh chị đang thấy thì hiện tại chủ đầu tư đã gần như hoàn thiện xong 100% hết rồi, từ cảnh quan cây vườn, cây trồng và sân vườn tại căn biệt thự của quý anh chị. Hiện tại thì em báo đang có một số quý căn về ngoại giao của các khách hàng đã gửi cho em, giá rất là tốt hơn so với giá chủ tư giai đoạn 1 khá là nhiều. Thì quý anh chị có nhu cầu tìm hiểu về dự án này và các sản phẩm để có quý anh chị có thể sở hữu được giá tốt nhất trong thời điểm năm 2023 này, thì quý anh chị xin liên hệ số điện thoại của em là 08233194465 hoặc nhắn tin vào Zalo em để trên góc này, để em báo có thể là tư vấn cho quý anh chị về giá mua bán hợp lý trong thời điểm năm 2023 này. Quý anh chị đang thấy thì chủ tư đang trong quá trình hoàn thiện các phần cây trồng công viên
trước các dãy NV3 và NV4. Sau đây thì em báo sẽ cho flycam quay zoom rõ hơn cho quý anh chị có thể là thấy cây trồng độ phủ của chủ đầu tư tại dự án đã đến đâu rồi. Độ phủ cây xanh của dự án gần như đã 100% trước các dãy biệt thự và shop house. Hiện tại thì chủ đầu tư đang xây dựng một căn boutique, một block boutique đã xây dựng đến tầng 8 rồi. Đang trong quá trình là xây dựng phần thô, phần khung của căn biệt boutique hotel hay còn gọi là khách sạn mini. Đây chính là những căn gọi là siêu VIP tại dự án, có thể là view trực tiếp ra mặt biển, cực kỳ đẹp. Sau này khi có thông tin mở bán thì em báo sẽ gửi cho quý anh chị một cách thông tin sớm nhất. Quý anh chị có thể thấy từ view của căn boutique hotel này, quý anh chị có thể là view từ tầng 8 nha quý anh chị. Quý anh chị có thể là thưởng thức cà phê ngắm biển cực kỳ đẹp luôn. Đi chỉ có 2 bước chân ra biển thôi. Sau này chủ đầu tư lắp cổng kính nữa thì thôi, quá là tuyệt vời của dự án Vista Sầm Sơn. Là một điểm thu hút đặc biệt riêng của dự án Vista Sầm Sơn. Quý anh chị đang thấy thì đây chính là 4 block shop house nằm ngoài đầu cổng của dự án. Thì chủ đầu tư đã hoàn thiện xong xuôi 100% rồi. Và em báo sẽ có một số quỹ căn tại 4 block shop house này. Giá dao động từ khoảng từ 8, từ 7 cho đến 9 tỷ tùy vào vị trí. Nếu quý anh chị nào có nhu cầu tìm hiểu về shop house tại dự án Villa Star Sầm Sơn này, vừa ở vừa có thể là kinh doanh được hình thức lưu trú, thì quý anh chị có thể sở hữu được các căn biệt shop house tại 4 block đầu cổng của dự án. Sẽ là đối diện với các công viên nội khu của dự án Vista Sầm Sơn và là nơi đón đầu lượng khách đi vào từ cổng chính 27 m, là một trong những vị trí rất là đắc địa. Dự án Vista Sầm Sơn được khởi công từ quý 2 năm 2022. Hiện tại thì đã là chuẩn bị sang quý 3 năm 2023 rồi. Dự án đã hoàn thiện xong xuôi hai loại hình sản phẩm trước, đó chính là shop house và biệt thự, đã xong 100%. Hiện tại thì chủ đầu tư đang trong quá trình là xây dựng boutique hotel là sản phẩm thứ ba, và sản phẩm thứ tư đó chính là shophouse. Shophouse sẽ được chủ đầu tư vận hành và sở hữu là 50 năm. Sau đây thì em báo sẽ cho flycam bay trên cao với độ cao là 200 m để cho quý anh chị có thể là nhìn toàn cảnh của dự án đang thiếu ở đâu và điểm thu hút của dự án sẽ đến từ đâu tại dự án Vista Sầm Sơn này. Hiện tại thì chủ chốt của dự án vẫn đang thiếu là điểm nhấn vui chơi giải trí. Mới được hai công viên chính của hai công viên nội khu chính của dự án đã xong được. Nhưng mà điểm thiếu của dự án vẫn là cầu kính. Cây cầu kính sẽ là một điểm gọi là nhấn để cho khách hàng đến check-in tại dự án, một điểm không thể nào khác biệt so với các dự án được lẫn xen lẫn các dự án khác được. Dự án Villa Star Sầm Sơn là một trong những dự án sẽ là thiên về nghỉ dưỡng, sẽ có yếu tố kinh doanh, nhưng mà song kinh doanh sẽ là kinh doanh đóng, quý anh chị sẽ là không không phải là kinh doanh mở, chủ yếu phục vụ cho khách hàng đến với dự án. Video đến đây cũng kết thúc rồi, em báo cảm ơn quý anh chị đã theo dõi hết video này. Nếu quý anh chị thấy hay thì ấn like và chia sẻ để ủng hộ em báo ra những video tiến độ tiếp theo của các dự án tại tỉnh Thanh Hóa nhé. Em báo chào quý anh chị.